Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình và cô Lực và Jenny. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng đi phượt nhé. Hôm nay chúng ta lại đi qua một cái đoạn đường đèo và nó rất là ngoằn ngoèo. Cái cung đường này rất là thu hút rất là nhiều phượt thủ đi vào cái đoạn đường này, vừa ngắm cảnh và có thể có nhiều trải nghiệm trong cái khu vực đoạn đường phượt này. Thì cái đoạn đường mà mình sẽ tiến vào hôm nay đó là cái đoạn đường nó là Blue Peak Parkway, bắt nguồn từ Nashville của tiểu bang North Carolina. Thì mình sẽ chia sẻ một ít về cái thông tin của cái đoạn đường Blue Brick Parkway này như thế nào. Thì đó là một cái đoạn đường công viên Blue Brick được xây dựng để kết nối với vườn quốc gia Shenandoah với vườn quốc gia Great Mountain, Smoky Mountain. Nó nổi tiếng với phong cảnh rất là quyến rũ, bao quanh bởi những khu vườn xanh tươi, những ngọn núi mù sương, đồng cỏ nở rộ và những đường chân trời nhuốm màu xanh lam. Chạy dài khoảng 469 dặm, tương đương khoảng 755 km đó. Thì chủ yếu dọc theo con đường Blue Bridge trong dãy núi Appalachian từ Waynesboro, Virginia đến Cherokee của North Carolina. Con đường này cung cấp cho du khách khả năng tiếp cận hoàn cảnh quang mục và đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên và những động vật hoang dã phong phú của khu vực này. Hôm nay cả nhà mình có chuyến đi phượt xuyên qua cái đoạn đường đèo này thì gặp thời tiết cũng có mưa, cho nên là xung quanh rất là nhiều những sương mù bao phủ như vậy. Thì các bạn biết là khi mà mình đi trên cái đoạn đường mà có núi cao á, thì luôn luôn có rất là nhiều sương mù, bởi vì cái dải đèo này nó nối liền với cái đoạn gọi là Smoky Mountain. Thì cái dải núi Smoky Mountain lúc nào nó cũng có nhiều sương mù bao phủ như thế này, bởi vậy nó có tên là Smoky Mountain, nó gọi là cái dải núi có nhiều khói. Thì đứng từ trên đây thì mình có thể quan sát được những cái đoạn đường, những cái dải núi xung quanh như thế nào. Quang cảnh rất là đẹp, y như là mình bước vào một cái thiên đường mờ mờ ẩn ẩn hiện hiện ở trong sương gió. Cái đoạn đường phượt mà mình sẽ đi qua hôm nay nó kéo dài khoảng 30 dặm, tương đương với khoảng 48 cây số đó các bạn. Thì một bên là núi cao và một bên là vực sâu. Thì từ cái đoạn đường này thì mình sẽ đi qua rất là nhiều những cái đường hầm như thế này, bởi vì người ta làm cái đường nó xuyên qua núi mà, cho nên là mình đi một đoạn là sẽ có một cái đường hầm mà băng qua như thế này. Thì qua đi một đoạn nữa thì mình sẽ thấy có những cái chỗ dừng chân để cho du khách có thể quan sát những quang cảnh núi đồi xung quanh rất là đẹp mắt. Thì mình sẽ đi dọc theo con đường này để và quan sát những cái khung cảnh ở nơi này như thế nào. Mình sẽ dừng chân tại khu vực này để mà ngắm những cái ngọn đồi xung quanh, cũng như là săn những đám mây đang là đà trước mặt mình. Thì có những cái đám mây nó đang lơ lửng nhưng mình có thể chạm vào chúng được luôn. Thì rất là đẹp, mình đi lên đồi để săn mây nha các bạn. Thì cái khung cảnh nó đẹp không? Giống như là trời giữa chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Rất là đẹp, mình đứng đây mình ngắm. Và cái hôm nay thì thời tiết cũng không có quá lạnh, có nhiệt độ rất là mát và không khí rất là trong lành. Thì mình có thể quan sát được khu vực xung quanh. Thì mình đang đứng ở đây với cái độ cao là khoảng 4563 feet, tương đương với khoảng 1400 mét tính từ mặt nước biển đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ngắm những cảnh vật xung quanh.
chào các bạn, mình đang ở chỗ này nó kêu là Stony Bowl, hay là đỉnh núi. Mình đang đứng ở đây là gần Asheville, tiểu bang North Carolina. Cái con đường này nó kêu là Blue Ridge Parkway. Nó chạy trên dọc theo cái sườn núi này. Phong cảnh đồi núi hùng vĩ rất là đẹp ha. Bye bye các bạn. Mình lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Thì cái con đường Blue Ridge Parkway này được mệnh danh là con đường yêu thích của nước Mỹ. Cái Blue Ridge Parkway không chỉ là một con đường hành trình thư giãn mà nó còn là một trải nghiệm di sản văn hóa phong phú ở khu vực này. Từ truyền thống nghệ thuật của Cherokee đến âm nhạc và nền nông nghiệp ở cái khu vực này trong xa xưa. Thì cái Parkway được khởi công xây dựng từ năm 1935, phải mất 52 năm để hoàn thành. Thì cái công việc mở đường đã tạo ra công ăn việc làm, nhưng mà nó đã khiến nhiều cư dân và đặc biệt là cái ban nhạc ở phía đông của người da đỏ Cherokee vào thời gian xưa thì buộc phải rời khỏi khu vực này. Phía cái di sản văn hóa phong phú này thì không chỉ được cảm nhận dọc theo con đường lái xe mà còn ở nhiều tiện ích trong công viên. Cái Parkway mở cửa tất cả các giờ trong ngày, nhưng hầu hết các cơ sở đóng cửa từ tháng 11 đến tháng 4 bởi vì cái mùa đông lạnh thì rất là ít người đi vào rừng, cho nên là người ta sẽ đóng cửa. Vì vậy mà nếu mà các bạn có kế hoạch đi du lịch dọc theo cái con đường Blue Ridge Parkway này thì phải nên tìm hiểu thông tin trước khi tới nhé. Dọc theo cái tuyến đường Blue Ridge Parkway này, nếu mà các bạn đi vào mùa hè ấm áp thì sẽ có những cái hoạt động ngoài trời. Ví dụ nằm ở trên cao nguyên Appalachian, Blue Ridge Parkway thu hút những người đam mê hoạt động ngoài trời. Cái thiên đường của những người đi bộ đường dài, Parkway cung cấp hơn 350 dặm đường mòn đi bộ dọc theo các tuyến đường của nó. Với lối đi đến đường mòn Appalachian nổi tiếng và đường mòn từ núi sang biển, cả bang Virginia và Bắc Carolina đều cung cấp một loạt các hoạt động như là chơi golf, cắm trại, các chương trình do kiểm lâm dẫn đầu, chèo thuyền kayak và những cái cuộc đua chèo thuyền dã ngoại, đi xe đạp, câu cá và xem các động vật hoang dã trong các công viên khác nhau dọc theo cái tuyến đường Blue Ridge Parkway này. Bây giờ mình đã đi hết cái tuyến đường Blue Ridge Parkway rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến cái khu vực thấp hơn của cái khu vực này. Và hôm nay mình sẽ ăn tối ở đây. Thì hôm nay mình sẽ đến một cái nhà hàng này để mà ăn tối. Thì xin mời các bạn cùng thưởng thức cùng với gia đình mình. Trong khu vực này nó gọi là một cái trung tâm mua sắm. Xung quanh đây cũng rất là nhiều những cửa hàng, quán, có rạp chiếu phim và những khách sạn nổi tiếng để cho khách du lịch đến với khu vực của Asheville thì có thể đến đây để mà giải trí. Thì cái nhà hàng tối nay mình ăn tối có tên là Man 131. Thì mình cái buổi tối thì cái nhà hàng này cũng rất là bận rộn với rất là nhiều khách đến đây để ăn. Mình lần đầu tiên mình cũng đến với cái nhà hàng này thì để xem là tối hôm nay mình sẽ có thưởng thức những cái món ăn gì. Các bạn nhớ theo dõi mình nha. Oh wow, ở đây phục vụ cái món pork chop, hay còn gọi là cái món đùi heo mà người ta đã hầm cho nó mềm rồi bắt đầu người ta đem ra nướng lại. Wow, nó khổng lồ quá. Còn đây em bé này đang ăn cái món bánh mì kẹp với hot dog, và một bé nữa thì ăn cái món gọi là pasta.
Các bé nhà mình thì rất là thích những món Mỹ hơn là cái món đồ châu Á. Nhưng mà mình thì là mình lại thích cái món của khẩu vị châu Á hơn. Nên là lâu lâu mình cũng đổi món. Mình thì mình hôm nay mình sẽ gọi cái món xà lách. Nên này nó có cái vị của món hương vị của Thái. Đây gọi là xà lách xoài Thái. Nhưng mà đối với mình thì hôm nay, cái bữa tối hôm nay thì ăn không có hợp khẩu vị với mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình đổi món thì cái nào mình cũng muốn thử qua cho biết. Mà sao nhìn nó trắng giống như ăn thịt luộc ngồi ở trong đó, nó cái miếng thịt nó có gia vị gì không? Thịt nó mềm luôn không? Ngọt thịt không? Mình vừa chia sẻ với các bạn xong cái cung đường Blue Bridge Parkway. Nó đẹp quá phải không các bạn? Giống như là mình đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Và sau đó thì mình sẽ review cái nhà hàng ăn tối ở cái nhà hàng 131 Main. Thì hôm nay cả nhà mình đã có một chuyến đi rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng với du lịch và trải nghiệm. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.